sau đây Ngọc Quang Bắc Giang xin thử cặp loa BMB 252V hàng tuyển zin xịn đẹp. Cặp loa đã có chủ nhân và khách đã chuyển đủ tiền cho em và khách quen. Vâng, với 252 này thì nó cũng rất nhiều mức giá nhé, em nói luôn với các bác. Có những cặp loa bán rất là rẻ, chỉ 4-5 triệu, 7-8 triệu là chuyện bình thường. Và cặp loa hàng đẹp này rất là hiếm, em sẽ test thử cho các bạn. Em sẽ test thử từng chiếc một bác nhá. Vâng, chiếc một thôi nhưng đã đưa chất âm đầy đủ. Cặp loa các bác sẽ phối ghép với những cặp loa bầu Mỹ thật là tuyệt vời. Quang trân trọng và cảm ơn các bác tin tưởng và đặt hàng. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo hai số máy này. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.